있지. trong biểu hiện ngày hôm nay chúng ta có 할인 있지. 할인 tức là việc sẽ làm. 있다 là có. 치 đúng không? 치 đây là một từ trong câu hỏi. 할인 있지? Có việc gì sẽ làm hay không? Và tiêu điểm ngữ pháp của chúng ta chính là danh từ cộng với tiểu từ y hoặc ka cộng với 있다 có nghĩa là có gì đó. Nhưng mà khi nào thì dùng y, khi nào dùng ka? Đó là khi mà danh từ có 받침 thì mình thêm y. Và nếu không có 받침 như từ này thì mình thêm ka. Bây giờ mình cùng lấy ví dụ nhé. 시간 tức là thời gian. Nếu mà có thời gian thì sẽ là 시간이 있다. 밥, 밥 tức là cơm. Có cơm thì sẽ là 밥이 있다. 친구, 친구 là bạn. Có bạn thì sẽ là 친구가 있다. 재미 tức là thú vị. 재미 thì không có 받침 đúng không? Không có 받침 thì mình sẽ thêm 가 tức là 재미가 있다. Rất là dễ phải không nào? Thế thì bây giờ mình cùng đến với ngữ pháp thứ hai nhé. 우리 은하가 에릭남과 퍼레슬러 같은 거 좋아한단 말이야. 사랑인가요? 그대 나와 같다면 예예. 성원포 다 준비했어? 할 거 없지? 할 일 있지. 할 일 있지. 성곡패드로 곡 좀 찾아줘. 나 간다.